Chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay chúng tôi đã tổng hợp nhiều thông tin nông nghiệp đáng chú ý. Đó là tình hình giá cả các mặt hàng nông sản của các vùng miền, trong đó thì những loại trái cây, rau củ của tỉnh Lâm Đồng đang biến động, sẽ tác động đến đời sống sản xuất của nông dân. Mời bà con và quý khán giả điểm qua cùng chúng tôi thông tin ngày hôm nay. Giá kén tăng cao, lợi nhuận gấp 3 lần nông sản khác. Nửa tháng người dân lời từ 7 đến 8 triệu đồng. Trong khi đó, giá bơ bút Tây Nguyên đang rớt thấp nhất trong vòng 5 năm. Nông dân miền Tây đang trúng giá khổ qua gần cũ, thu nhập ổn định. Tiếp tục nâng cao chất lượng, huyện Đạ Tẻ phát triển nông nghiệp theo hướng Global Gap. Cà phê là cây trồng chủ lực, tỉnh Lâm Đồng đang tìm giải pháp khắc phục tái canh diện tích cà phê. Thưa bà con và quý khán giả, theo các hộ dân trồng dâu nuôi tằm ở tỉnh Lâm Đồng cho biết thì với mức giá kén tằm như hiện nay, trung bình một hộp tằm giống nuôi trong 15 ngày cho thu hoạch thì người dân sẽ lời từ 7 cho đến 8 triệu đồng. Đây được cho là mức tăng nóng và liên tục có lợi cho nông dân, nhưng lại gây khó khăn cho doanh nghiệp vì đầu vào sản xuất cao. Cụ thể thị trường này được phóng viên chương trình cập nhật sau đây. So với năng suất và mặt bằng giá cả trong cùng thời điểm 3 năm vừa qua, thì trên 1 hecta trồng dâu nuôi tằm giống mới, mỗi năm thu lợi nhuận cao hơn từ 2,5 đến 3 lần so với các loại nông sản khác. Hiện giá kén dao động từ 160 đến 170 ngàn đồng một ký, tuy nhiên vẫn chưa đạt đỉnh của năm ngoái là 200 đến 220 ngàn đồng một ký. Giá kén tăng cao là do hiện nay trên địa bàn đã hết mùa mưa, kén tằm cho chất lượng và mẫu mã đẹp nên được thị trường ưa chuộng. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.200 hecta dâu tằm, sản lượng kén tằm đạt trên 5.000 tấn một năm, với gần 16.000 hộ trồng dâu nuôi tằm tại 10 huyện và thành phố Bảo Lộc. Năm 2017, các sản phẩm tơ tằm phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa mang thương hiệu xuất xứ từ Bảo Lộc đạt giá trị gần 10 triệu đô la Mỹ. Việc giá kén tằm liên tục tăng cao trong mấy năm nay khiến diện tích trồng dâu tằm tơ ở Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung tăng trưởng mạnh. Trước mắt, người trồng dâu nuôi tằm đang có lợi vì bán được giá cao. Nhưng ngược lại, nhiều doanh nghiệp, cơ sở ươm tơ đang điêu đứng, sản xuất cầm chừng và có nguy cơ đóng cửa vì giá nguyên liệu đầu vào quá cao. Đồng nghĩa hàng ngàn lao động đang đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Bà con và quý khán giả đang nhìn thấy đây là giống bơ bút. Loại bơ này thì cho trái tròn và da dày. Một thời gian, các tỉnh Tây Nguyên trồng nhiều bơ này cho nên là giờ đây thì diện tích đã vượt quy hoạch. Và những năm trước thì bơ này vẫn có giá cao, nhưng mà gần đây thì xuất hiện nhiều giống bơ chất lượng ngon hơn. Bên cạnh đó thì cây ăn trái khác cũng đang được trồng ở Lâm Đồng, nên giống bơ bút cũng dần bị thất sủng một phần. Rớt đâu tới một nửa giá so với năm trước lận. Và cụ thể thì mời bà con theo dõi thông tin sau đây. Hiện nay, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang thu hoạch bơ bút, hay còn gọi là bơ muộn. Khác với những năm trước, năm nay loại bơ này đang đối diện với tình trạng mất mùa, đã thế giá bơ thấp nhất trong 5 năm qua. Tây Nguyên đang có tới hàng trăm hecta bơ tập trung ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Gia Lai. Những năm trước, bơ hầu hết trồng xen canh trong các vườn cà phê, hồ tiêu. Tuy nhiên năm nay, sản lượng bơ bút giảm mạnh từ 35 đến 40% so với năm trước do cây bơ bút phụ thuộc vào thời tiết. Cụ thể, khi cây bơ bút ra qua gặp mưa trái mùa làm giảm khả năng thụ phấn, ảnh hưởng mạnh đến sản lượng trái. Không chỉ mất mùa, loại trái này còn mất giá nhất trong vòng 5-6 năm trở lại đây. Nếu như các năm trước giá bơ bút tại vườn 40 đến 50 ngàn đồng một ký, thì năm nay chỉ đạt 25 đến 30 ngàn đồng một ký. Lý do các nhà vườn đưa ra đó là tình trạng mở rộng diện tích trồng bơ bút tự phát, thiếu tính bền vững. Đặc biệt, người nông dân thiếu kiến thức về kỹ thuật canh tác, thiếu thông tin thị trường. Người tiêu dùng quay lưng với loại bơ này. Được biết, ở Tây Nguyên hiện nay, ngoài trái sầu riêng bán được với giá cao, thì hầu hết các loại cây chủ lực đều rớt giá thê thảm. Trong số các loại cây đó thì hồ tiêu mất giá mạnh nhất, tiếp đến là cây cà phê, cao su. Riêng cây bơ bút chủ yếu tiêu thụ nội địa, nhưng mà trong tương lai nếu như quy hoạch quy mô hàng hóa, đầu tư thêm các công nghệ chế biến, bảo quản tốt, thì vẫn là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến các tỉnh miền Tây mua các loại rau màu vào lúc này thì giá sẽ không hề rẻ, bởi vì ngay mùa nước nổi nông dân rất là khó sản xuất. Những trái khổ qua đang trồng ở trên vàng như thế này và thu hoạch thì bán giá rất là cao. Thông tin từ Cộng tác viên gửi về, hiện tại thì người trồng khổ qua trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang rất phấn khởi vì bán khổ qua lời khá cao. Theo Hợp tác xã Rau An Toàn, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự,
Thương lái thu mua khổ qua tại ruộng với giá 9.000 đồng một ký, mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay, tăng khoảng 6.000 đồng một ký so với thời điểm này năm ngoái. Trong khi đó, chi phí trồng một công khổ qua, nông dân đầu tư khoảng 5 triệu đồng, một công cho thu hoạch 2 tấn trái. Với giá bán hiện tại 9.000 đồng một ký, người trồng lời hơn 15 triệu đồng mỗi công. Nguyên nhân giá tăng cao là do nước đổi năm nay về sớm và lớn hơn mọi năm. Nhiều địa phương xả lũ đón phù sa nên diện tích hoa màu bị bó hẹp, nhất là các diện tích bãi bồi, người dân không sản xuất, dẫn đến nguồn cung không đủ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Gừng là một loại gia vị làm tăng thêm hương vị cho món ăn và cũng có thể dùng để chế biến nhiều món ăn. Gừng thì đang được tiêu thụ rất là tốt, nông dân trồng gừng tại nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng rất là phấn khởi. Giá của gừng được bán khá là cao và ít nhất là từ 5 đến 10.000 đồng một ký so với năm ngoái, giúp cho người trồng gừng thu được mức lời khá cao. Nhân và hiện nay giá gừng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như là ở Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang thì đang ở mức từ 15.000 cho đến 22.000 đồng một ký tùy loại. Giá gừng tăng do được nhiều đơn vị và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để mà làm các sản phẩm chế biến phục vụ xuất khẩu. Trong khi đó, nguồn cung gừng tại nhiều địa phương đang có phần giảm vì nông dân giảm diện tích trồng sau một thời gian dài giá ở mức thấp và trồng gừng cũng dễ gặp rủi ro thất mùa bởi sâu bệnh và thời tiết bất lợi. Theo nhiều nông dân, gừng trồng từ 6 tháng trở lên là có thể thu hoạch. Năng suất gừng có thể đạt từ 4 cho đến 5 tấn một công. Với giá bán hiện nay, nhiều nông dân có thể có lời từ 40 cho đến 50 triệu đồng một công đất trồng gừng. Bà con vừa tìm hiểu thị trường nông sản ở Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây. Bây giờ thay đổi không khí sản xuất một chút để cùng với bà con ở vùng nước nổi bắt cá đồng. Ở Long An thì nước đang rút dần, cá đồng từ ruộng lũ lượt đổ ra kênh rạch. Và đây cũng là thời điểm mà người dân trong vùng tập trung đánh bắt thủy sản như là một quê lợi của thiên nhiên ban tặng. Dần và lâu lắm rồi thì người dân miền Tây mới có thể có được những cái mẻ cá lớn như vậy. Nên đây sẽ là niềm vui lớn cho người dân hành nghề đánh bắt thủy sản mùa nước nổi hốt bạc. Mời bà con và quý khán giả xem cảnh người dân đua nhau hứng cá đồng từ ruộng đổ xuống kênh như thế nào ạ. Mùa nước nổi năm nay lượng thủy sản dồi dào giúp người dân vùng lũ có thêm thu nhập. Thời điểm này, cá theo con nước rút về kênh rạch chủ yếu là cá linh, cá mè dinh, giảnh xéo. Chỉ cần thả lưới xuống kênh độ sâu 2-3 mét cho trôi theo dòng nước. Cứ độ khoảng 150-200 mét thì thăm lưới một lần. Mỗi lần như thế bắt được 5-10 con cá mè dinh, giảnh xéo. Một ngày, một người dân kiếm được từ 10-15 ký cá, có khi lên tới 20-30 ký là chuyện bình thường. Với giá bán 12-15.000 đồng một ký như hiện nay, sau một ngày thả lưới, ngoài việc cải thiện bữa ăn, người dân còn kiếm được từ 150-300.000 đồng trang trải cuộc sống. Theo kinh nghiệm của nhiều người dân, khi nước rút, cá trên đồng đổ về các vùng trũng thấp rồi theo nước kênh rạch, khi đó có thể bắt được nhiều cá. Người dân thả cá giăng câu dính rất nhiều. Tại các chợ vùng Đồng Tháp 10, thời điểm này, lượng cá đồng như cá lóc, cá trê, cá trèn, cá rô rất dồi dào. Giá cá lóc dao động từ 60.000 đến 80.000 đồng một ký, cá trèn và cá trê dao động từ 80.000 đến 100.000 đồng một ký, cá rô từ 30.000 đến 50.000 đồng một ký. Thưa bà con, sản xuất nông nghiệp sạch bền vững là hướng đi chung được các tỉnh thành thực hiện. Lâm Đồng là tỉnh đi đầu thực hiện nông nghiệp sạch, công nghệ cao nên sẽ có nhiều mô hình tham quan học hỏi. Từ hiệu quả mô hình sản xuất thí điểm 5 hecta nếp quýt theo tiêu chuẩn Global Cap từ năm 2017 tại xã An Dân, đến nay huyện Đà Tẻ đã cho nhân rộng mô hình này lên hơn 30 hecta. Theo ngành nông nghiệp, sản xuất theo tiêu chuẩn Global Cap đòi hỏi khắt khe về quy trình chăm bón, giống và điều kiện từng vùng đất. Qua sản xuất thí điểm, kết quả mô hình này mang lại khá cao. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn huyện. Hiện sản phẩm nếp quýt Đà Tẻ được một số doanh nghiệp thỏa thuận liên kết thu mua xuất khẩu. Toàn huyện Đà Tẻ hiện có trên 730 hecta chuyên canh nếp quýt, được sản xuất chủ yếu tại xã An Dơn và thị trấn Đà Tẻ theo hướng Việt Gáp. Theo kế hoạch đến năm 2020, huyện Đà Tẻ sẽ xây dựng vùng chuyên canh nếp quýt lên tới 2.000 hecta. Tăng diện tích sản xuất nông nghiệp sạch, tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch đến cuối năm 2019 sẽ giảm 10.000 hecta đất sản xuất kém hiệu quả, với doanh thu dưới 50 triệu đồng một hecta. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển các loại cây trồng có lợi thế so sánh của địa phương, trong đó sẽ tăng lên khoảng 20.000 hecta diện tích cà phê chè chất lượng cao. Bên cạnh đó sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ, tăng cường quản lý chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm cà phê chế biến xuất khẩu. Ngoài ra, tận dụng diện tích đất các khu vực bãi bồi ven sông suối để phát triển thêm diện tích cây dâu tằm, tùy theo đặc thù thổ nhưỡng của từng địa phương, hướng tới tăng diện tích dâu tằm lên khoảng 7.500 đến 8.000 hecta. Trong đó chiếm 80% trồng dâu cao sản mới.
Ngoài ra còn phát triển tập trung cây dược liệu đặc hữu Atiso, diệp hạ châu, đương quy, trong trùng hạ thảo, chân chân. Thưa bà con và quý khán giả, như vậy là cây cà phê vẫn sẽ là cây trồng chủ lực được tỉnh Lâm Đồng chọn canh tác và tiếp tục nâng cao chất lượng xuất khẩu. Để phát triển cà phê ngày một bền vững và căn cơ, tái canh cà phê chính là giải pháp đã và đang được bà con nông dân và ngành nông nghiệp của tỉnh này ưu tiên đẩy mạnh nhiều năm qua. Hiện nay thì tỉnh có 173.000 hecta canh tác cà phê, diện tích lớn nhất so với các loại cây trồng khác của tỉnh. Lâu nay, cây cà phê mang lại nguồn thu nhập chủ lực cho hàng chục ngàn hộ dân chuyên sản xuất, kinh doanh và chế biến cà phê ở địa phương. Vậy nên, việc tái canh cây cà phê trong bối cảnh cây cà phê già cỗi, sâu bệnh, giá cả cũng đang bấp bênh do chưa thực sự đạt chất lượng là rất quan trọng. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện, mời bà con và quý khán giả cùng xem quy trình tái canh cà phê của nông dân Lâm Đồng. Chính bởi tầm quan trọng của cây cà phê trong cơ cấu nông nghiệp tỉnh nhà mà từ nhiều năm qua, việc tái canh cà phê đã được bà con nông dân các địa phương tập trung triển khai nhằm thay thế dần những diện tích cà phê già cỗi bị sâu bệnh hại cho năng suất và chất lượng thấp. Năm nay nhờ lượng mưa đảm bảo nên việc tái canh cà phê ở nhiều nông hộ trong tỉnh được triển khai thuận lợi. Tính từ đầu năm đến nay, bà con nông dân các địa phương đã tái canh được gần 9.000 hecta cà phê, bằng gần 120% kế hoạch năm. Như vậy, lũy kế đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có trên 54.000 hecta cà phê được tái canh bằng những giống cà phê như TR, Thiện Trường, TN. Ngày xưa thì mình cứ thấy miễn là cây cả giống thôi, nhưng bây giờ người ta phải đòi hỏi là cây giống nó phải là chất lượng, năng suất. Nó cho nên là nhiều cái dòng giống mới, chứ không như ngày xưa nữa. Ngày xưa là toàn các cái giống cũ thôi, miễn là cây cà phê. Bây giờ là toàn những là giống mới, rồi làm thì nó cũng kỹ thuật nó ấy hơn, kỹ hơn, cẩn thận hơn, rồi chăm sóc nó cũng phải bài bản hơn trước. Cà phê là loại cây đa niên, thời gian kiến thiết cơ bản kéo dài hơn 2 năm mới cho thu bói. Bởi vậy, tùy vào điều kiện thực tế ở mỗi nông hộ mà bà con nông dân có kế hoạch tái canh hợp lý. Theo đó, ngoài các giải pháp phá trắng trồng mới, thì ghép cải tạo chính là cách làm được nhiều nông hộ ưu tiên triển khai. Bằng cách này, nhiều diện tích cà phê già cỗi từng bước được trẻ hóa mà không làm ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của nông dân. Qua đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn và một số tác động của ngành chức năng, nhiều diện tích cà phê sau khi tái canh, sinh trưởng và phát triển đảm bảo cho chất lượng vượt trội, năng suất bình quân đạt từ 6 cho đến 7 tấn một hecta một năm. Từ khi xử lý, từ khi trồng, rồi tới khi mình chăm bón là phải đúng hết, nó phải tương đối là đúng kỹ thuật, chứ không có trồng tầm bậy là nó không có hiệu quả cao đâu. Hàng năm thì chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cũng tiến hành kiểm tra những cái vườn ươm cây giống, đặc biệt là về cái sâu bệnh hại, và để đảm bảo được cái tiêu chuẩn khi cây giống xuất vườn nó đảm bảo những cái tiêu chuẩn khi bà con mua về thì nó không bị ảnh hưởng tới cái việc trồng sau này, cây sinh trưởng phát triển tốt. Như vậy, với sự nỗ lực của các bên liên quan, giải pháp tái canh cà phê ở Lâm Đồng đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, vừa giúp cho nông dân phát triển cây cà phê hiệu quả và bền vững, vừa góp phần đưa Lâm Đồng trở thành địa phương tái canh cà phê thành công của cả nước. Với những thuận lợi và khó khăn trong canh tác nông nghiệp, tỉnh Lâm Đồng sẽ từng bước hoàn thiện, phục hồi diện tích, nâng cao chất lượng cà phê hồ tiêu và phát triển cây ăn trái. Theo đó là tiếp tục mở rộng canh tác rau hoa theo hướng chất lượng hướng đến xuất khẩu. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.